Phó Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiến sĩ Khang Tâm Sổng Vông, tham tán giáo dục văn hóa đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ông Lý Quang Kỳ, Phương Nghi Danh, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Du Phan Hàn Đáo Ngân, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng. Và Phong Nghi Duân Giác Ca, Viện Vụ trưởng Vụ Công tác Sinh viên Bộ Giáo dục và Thể thao là ông Tây Lê Công Nghi Say, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Thể thao là ông Phu Vô A Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Trâm Bắc Đắc. Ông Phạm Quyên, Kim Chí Sỏ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Sơn La, Sơn La. Đến hội nghị hôm nay còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Hợp tác Quốc tế của Giáo dục và Thể thao là tỉnh Sê Công, cán bộ đại sứ quán Lào, tổng lãnh sự quán và nữ học sinh Lào. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyên Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vĩnh Long, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Trung Quý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Lê Tôn Đức Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quỳnh Long. Nhà giáo nghiên cứu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Minh Từ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quỳnh Long. Ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Thủ trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quỳnh Long. Đại diện các bộ, còn đại diện các bộ ban ngành trung tâm phát triển giáo dục quốc tế, lãnh đạo các trường đại học học viện đang cao đẳng của ban